Nhà ở ngoài nhìn thấy gọn mà vô trong thấy gọn gàng. Vô trong thấy mấy phòng ngủ thôi, nhà này. Dạ, hai phòng anh. Hai phòng ngủ, phòng bếp rồi tùm lum hết. Chung vừa nay mà cặp vợ chồng nhà nào mà mới cưới mà hay là ông bà già cho ra Đất đây thôi thổi khuất gió luôn. Đất ở Tây Nguyên mà nằm ở cái vị trí này thì khuất gió rồi. Bữa nay gió mùa đông bắc mà im ru vậy nè. Bên này làm cái nhà kho ha. Dạ, bên này cái nhà kho. Đây thẳng xuống dưới đó mình có mấy hồ nước. Một hồ anh. Một hồ rồi. Nuôi cá được không? Được, cá được. Hồ rộng Được, không? hồ em rộng mà, hồ em rộng bằng cái sân này. À. Anh em có đi làm gì đi, để mình ghi cái hình ảnh rồi mình thông tin cho bà con. Đây lên tới cây lớn kia là đường lớn. Tiêu. Đây, mình xin giới thiệu cho bà con cái lô đất này có tổng diện tích là 2 hectare. Cà phê hiện tại là đã thu rồi. Cái số cà phê cho thu trái này là được 900 cây. Đất giáp cái vườn tiêu này. Đó. Từ đất này tương đối vuông vức. Đó, đất giáp cái cây hồng này. Đây là cái ranh giới. Từ chỗ hàng gòn mà bị chặt này chạy thẳng lên trên đường đất, đường lớn ở trên. Từ từ cái vị trí đường đất này mà đi ra tới về đường dầu, đường nhựa thì chỉ có khoảng 200 mét thôi. Lô đất này là thuộc về xã Trường Xuân. Thôn gì thì mình cũng chưa rõ, nhưng mà để mà từ đây mà đi ra tới quốc lộ 14, đồng thời cũng là Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, thì nó chỉ có khoảng khoảng một cây số thôi. Cái vị trí này bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 là nó thuộc về thành phố Gia Nghĩa, nhưng mà chính thức là phường gì của thành phố Gia Nghĩa thì mình cũng chưa biết, tại vì thành phố Gia Nghĩa vừa rồi mới được lên cấp thành phố Gia Nghĩa, có lấy một phần của xã Trường Xuân. Từ đã có ranh giới cột mốc hết rồi đó, thì bây giờ mình thông tin cho bà con, giới thiệu cho bà con cái lô đất này có diện tích trong sổ là 2 hectare, đang kêu giá là 1 tỷ mốt, có thương lượng. Cà phê thì thu rồi, còn cái tiêu bây giờ người ta đang thu, nếu bà con nào mà mua sớm thì để mà thu tiêu luôn á thì họ kêu 1 tỷ mốt, mà nếu họ thu tiêu xong rồi á thì cái giá lại thấp lại. Trên tiêu sầu riêng cái dàn cành này đẹp á.
Ồ, cái sầu riêng lớn nhỏ là được khoảng bao nhiêu cây ta? Gì cả lớn cả nhỏ hả? Gì có mười mấy cây hả? À, tại vì thấy mấy cây to với là số cây nhỏ đây mà tưởng đâu nhiều chứ. Cái số tiêu này được 1.000 không ha? Số tiêu này được 1.000 không? Không được luôn. Khoảng bao nhiêu trụ? Nói chung là khoảng 700. Khoảng 700 trụ hả? 700 trụ có thu rồi đó. Đây, đường xuống nhà, xuống rẫy đã đổ bê tông. Đây còn một số cà phê chưa tính. Nếu tính luôn cái số cà phê này vô thì nó phải hơn 1.000 cây cà. 700 trụ tiêu. Đây, đất bề ngang của nó là giáp tới cái cây muồng kìa. Đó, giáp tới cái lô tiêu của người ta. Tiêu này cũng của cái đất đang kêu bán này. Ủa, cà tơ đẹp đấy. Rồi mình xin ghi hình ảnh tổng thể cái đám đất, đám rẫy đang kêu bán đây. Thì bà con nào có quan tâm thì vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0972 158 358 để mình thông tin thêm và dẫn đi xem cái lô rẫy này. Lô rẫy này theo như mình nằm ở vị trí này, nguồn thu cây trồng ổn định mà cái giá họ đưa ra như vậy là tính ra là quá rẻ. Đây, cái con đường này từ đây mà đi ra tới ngoài đường nhựa, đường dầu thì chỉ có 200 mét thôi. Mà tính từ vị trí này mà đi ra tới trung tâm xã Trường Xuân đây này, trung tâm xã Trường Xuân này, đồng thời cũng là quốc lộ 14, là chỉ có một cái đó. Con đường này hiện tại là đường đất nhưng nay mai về cũng là đổ bê tông này. Thì con đường này từ đây mà đi vô bên trong thì nó cũng hết đường rồi. Sau này nó có thông hay không nhưng mà hiện tại theo cái trục đường này vô bên trong là nó khoảng 30 hộ gia đình ở nữa đó. Thì đường này nay mai cũng đổ bê tông thôi. Của xã Trường Xuân này. Rồi video tạm thời mình ghi hình ảnh như vậy. Mình cảm ơn bà con đã bỏ thời gian xem cái clip của mình. Rồi mình xin chào bà con. Điện này mình xài mạng nông. Con kỳ. Ống nó chôn. Nhà kho đầy đủ hết.